Các bạn đã bao giờ mơ mua một chiếc máy tính với mức giá rẻ dần đều chưa? Đã bao giờ mơ mua một chiếc máy tính với mức giá cao nhất, hiện đại nhất, thập thời nhất, mua những thành phần limited edition, những thành phần mà có thể sang năm không còn nữa chưa? Nếu mà các bạn đã mơ ấy, thì hãy cùng mình build bộ máy tính đó nhé! Đã hoàn thiện rồi anh em ạ. Và nếu mà anh em nhìn ấy thì sẽ trong này sẽ chỉ có tổng cộng là 3 quạt RGB thôi, là 3 quạt đi kèm của chiếc tản nhiệt của chúng ta. Tại sao mình lại không thay các chiếc quạt mặc định của Asus như này? Thì câu trả lời đó chính là trong chiếc vỏ cây Hyperion này ấy, thì đúng rồi Hyperion thì trong cái vỏ này đã bao gồm 4 quạt 140 nha anh em nhá. 140, 4 quạt 140 và tốc độ quạt thì phải gọi là mát đến vô cùng.
mình nghĩ rằng lúc đầu mình định thay bằng chiếc quạt của Lenly Unifan ấy, mình nghĩ rằng nó sẽ đẹp hơn, nhưng sau khi mình suy xét mình cảm thấy rằng vì vấn hiệu năng mà mình thấy việc mà để im một quạt 14 như này là hoàn toàn hợp lý. Đồng thời thì mình cũng khá là thích cái tông màu của chiếc cạc so sánh với cả chiếc vỏ cây. Nó không phải là đỏ hết mà nó là kết hợp giữa đỏ và đen, tạo nên một cái gì đó rất là nổi bật ở chiếc cạc và chiếc tản nhiệt. Nhưng tất nhiên hãy cùng nói về điểm tốt và điểm xấu của bộ cây này nhá. Cái điểm tốt của bộ cây này thì thực sự mà nói cái cạc này cực kỳ là đẹp, vô cùng là đẹp luôn. Cái cạc nó đẹp như nào? Mình và anh Đạt đã từng nói rất nhiều về chiếc cạc màn hình RG4090 Strix. Mà những chiếc cạc đấy nhìn trông nó hơi bị thô, nó bị kệch một chút. Màu đen nhìn trông nó hơi bị cục gạch, nhìn trông nó hơi bị tối. Nhưng mà khi so sánh với cả chiếc bản màu trắng này, với cả bản màu đỏ Asuka đây, 02 đây, thì phải công nhận là cực kỳ là đẹp luôn anh em ạ. Nó tạo ra một cái gì đó thanh tao một chút, một cái gì đó đẹp đẽ một chút. Và cái thiết kế trên của em này thì phải gọi là vô cùng tuyệt vời. Chiếc tản nhiệt nước custom, tản nhiệt AO cũng như thế nữa. Nhìn trông cái design của nó cũng rất là đẹp, tạo nên những cái điểm cực kỳ là đặc biệt ở trên cái tản nhiệt như vậy. Cái thứ hai đó chính là cái vỏ cây. Vỏ cây thì phải công nhận là biểu chất rồi đấy. Cái vỏ cây này thì mình cũng chưa được đụng vào bao giờ và cũng chưa có khách nào lắp bao giờ. Mình mới hỏi Asus để mượn để mình có thể xem là đây là một vỏ cây như nào thôi. Và phải công nhận là nó là một chiếc vỏ cây cứng cáp, chắc chắn và cực kỳ đẹp đẽ. Với thiết kế hình chữ X đằng trước, dải RGB thì cực kỳ đẹp đẽ. Và quan trọng này, anh em nhìn chỗ này này. Chỗ này Asus đã để ở đây để một cái tấm kiểu RGB, Republic of Gamer RG ấy, để cho không bị chống nếu mà anh em không lắp tản nước hay là gắn những cái rad vào đây. Quá là đẹp luôn anh em ạ. Nhưng tất nhiên, cái gì tốt cũng sẽ phải có xấu. Cái thứ nhất đó chính là mình không hài lòng với cả cái cách lắp nguồn của chiếc cái bộ này. Đây, nếu mà anh em để ý khi mà mình lắp nguồn ấy, mình bắt buộc với những vỏ cây khác thì mình sẽ cho nguồn vào bên trong hoặc là đẩy nguồn vào từ đằng sau. Nhưng cái vỏ cây này bắt buộc anh em phải bỏ cả cái shroud này ra thì mới có thể lắp nguồn được. Điều đấy khiến cho mình hơi khó chịu một tẹo. Và đặc biệt là để có thể mở được cái nguồn ấy, mình phải bỏ cả cái khối nhựa đây này, bỏ cả cái khối gọi là khối tu đây này ra thì mới có thể bỏ cái nguồn được. Thành ra hơi có một chút chút khó chịu một tí. Thứ hai nữa là cái vỏ cây này tuy là đắt tiền, tuy là 10 triệu nhưng mà vẫn có khá là nhiều phần nhựa. Ví dụ đây, phần này nhựa này, đằng sau lưng có một cái tấm tre nữa, cái chỗ đấy cũng là nhựa. Và cái nhựa đấy thì nó giống như kiểu là mấy cái bọc mên ấy, mình không biết như nào, nhưng mà nó gọi là như kiểu là cái bọc mên ở trong cái chiếc Asus Hero ấy. Đấy, nó kiểu như thế đấy. Và nó hơi nhiều nhựa một chút ở nhiều thành phần, khiến cho vài chỗ sờ vào hơi không cao cấp cho lắm. Và thứ ba nữa, đây là vẫn là vấn đề về vỏ cây nhá, đó chính là cái riser ở đây. Thì Asus không cho chúng ta riser, chọn cho chúng ta cái công cụ để có thể dựng cạc nhưng không cho chúng ta riser. Thế nên là mình bắt buộc phải mua, tức là phải sử dụng cái bộ dựng của, tức là cái riser của EK ấy. Và khi đó thì cái riser nó không được chắc chắn, nó không được cứng cáp, nó bị lỏng lẻo và khiến cho cái phần này, cái bo này nó hơi bị cong xuống một chút. Và mình thực sự rất là sợ nó sẽ bị gãy và bắt buộc là sau khi mà mình lắp xong mình phải bỏ ngay ra. Thế nên là nếu mà anh em muốn mua những cái gọi là sử dụng cạc lên ấy, thì mình khuyên rằng anh em nên mua những cái riser theo dạng gọi là có base trước ấy. Theo như trong cái hướng dẫn sử dụng của Asus thì nó có một cái phần base nhỏ ở dưới để có thể gắn vào những cái ốc ở dưới này. Và đấy là cái mục đích của nó. Còn cái riser này của mình đây thì chỉ có mỗi hai cái chân stand up và cho nó đứng lên thôi. Mình biết rằng là mình đang làm sai, nhưng mà anh em phải hiểu rằng là nó không có đồ, thế nên là mình không thể nào làm đúng được. Đấy, và đấy là như vậy. Và cái cuối cùng là tại sao trên cái video này, ở dưới tựa đề này, mình ghi là bộ PC đắt nhất nhưng thiếu thốn. Nhưng thiếu thốn, tại sao lại thiếu thốn? Bởi vì đơn giản rằng là bộ máy tính này chưa tròn vạnh. Tròn vạnh về gì? Thứ nhất, đây, bởi vì thiết kế cây như này, thế nên là chiếc tản của chúng ta, anh em sẽ không hề nhìn thấy là quạt RGB và quạt màu đỏ. Đồng thời, trên rad nó còn có cái Asus X với cả RG X Evangelion ở trên này. Nếu mà anh em để ý kỹ nhìn trên này, phải nhìn góc lên thì mới nhìn thấy được, còn không thì không bao giờ nhìn thấy cái chi tiết đó. Thứ hai nữa là hiện tại theo những gì mà mình hỏi Asus thì tại đất Việt Nam của chúng ta chưa có những thành phần còn lại của combo Evangelion con 02 này. Nếu mà anh em nhìn vào cái trang gọi là collection ấy thì anh em sẽ thấy rằng là nó không chỉ có tản, nó không chỉ có cạc, nó còn có cả main này, có cả chuột này, có cả nguồn này, có cả vỏ cây này, có cả các thứ kiểu luôn, rất là nhiều thứ liên quan tới cả Evangelion. Thế nên là nếu mà anh em là một người Việt Nam, là một tỷ phú, là một triệu phú muốn mua một chiếc máy tính như này thì thực sự mà nói nhá, anh em chưa thể hoàn thiện được. Mình nghĩ rằng em nên đợi thêm một thời gian nữa để có thể gọi là hy vọng rằng Asus Việt Nam sẽ nhập về những chiếc full bộ, tức là combo nào thì tản này, cạc này, main này, vỏ cây này, nguồn này, vân vân và vân vân và vân vân, để chúng ta có thể hoàn thiện được bộ PC để một cách đẹp đẽ nhất. Hy vọng là như thế anh em nhé.
Và rất là cảm ơn Asus đã cho chúng mình mượn những đồ này để mình có thể làm video về bộ PC có thể gọi là đắt nhất mà mỗi tội là hơi thiếu thốn một chút. Rồi, nếu anh em hứng thú với cả những sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả cho anh em nhé. Còn nếu anh em cảm thấy video này hay và hấp dẫn thì hãy bấm like và subscribe. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.